Thưa vị, Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu PKK buông súng và lập tức rời khỏi quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, tên tự Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ lãnh PKK ra lệnh lực lượng vũ trang trả tự do cho các con tin bị bắt cóc, trong khi đó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi lực lượng PKK hãy buông súng và rời khỏi quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm thứ Bảy, phái đoàn đại diện PKK đã có cuộc đàm phán chính thức với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và qua cuộc đàm phán này, PKK đồng ý sẽ thả toàn bộ các con tin đang bị bắt giữ. Một trong ba thành viên trong đoàn đàm phán PKK là bà Pervin Buldan đọc một thông điệp từ thủ lãnh Abdullah Öcalan cho biết rằng đây là một sự kiện lịch sử với những bước thỏa thuận nho nhỏ giữa PKK và Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là thời điểm nhạy cảm và cả hai bên đều phải bày tỏ sự thận trọng trước những điều đã được thỏa thuận và ký kết trong việc trao đổi các con tin. Hy vọng các thành viên PKK được trả tự do và bình an trở về và ngược lại, các con tin Thổ Nhĩ Kỳ và ngoại quốc cũng được trả tự do. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ trả lời tới báo chí địa phương tại một phi trường quốc tế. Thủ tướng Erdogan cho biết rằng đây là một bước thỏa thuận nho nhỏ trao đổi con tin từ hai phía và cũng là thông điệp mạnh mẽ gửi đến nhóm PKK. Nên buông vũ khí và tất cả các thành viên trong nhóm khủng bố hãy rời khỏi quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ ngay lập tức.